Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn kem nhỏ đã đến với kênh Thung Nữ Cà Mau. Hôm nay thì nhà hàng Thung Nữ Cà Mau xin giới thiệu tới ông bà cô chú các bạn là món bánh trứng cút nướng chà bông. Thì ở đây là Linh có mua tới 300 trứng cút luôn, rất là nhiều. Ở bên đây thì có mua thêm 5 bịch xúc xích, mỗi bịch này thì ở trong đây nó có 5 cây. Rồi ở đây là Linh có mua một hũ trà bông này thì rất là ngon, rất là mịn luôn. Một hũ như vậy là 100g thì cũng rất là nhiều luôn. Thì Linh đang sắt thịt ra để bằm nhuyễn, rồi xào thịt, rồi mới đi làm bánh. Thì món bánh này cũng rất là đơn giản và dễ làm mà ngon lắm. Chắc mấy em ở dưới quê này thì chưa được thưởng thức, nên là hôm nay là nhà hàng muốn giới thiệu cho mấy bé ở xóm biết. Thì cái thịt này thì Linh sắt, sau đó thì Linh bằm mịn lại. Thịt này thì Linh mua cái thịt này là nó là gọi là thịt nạc á, nhưng mà Linh chọn cái phần mà nạc nạc có mỡ. Để lát mình xào ra thì cái thịt nó mềm chứ nó không có cứng. Còn mình lát cục thịt không á thì lát xào ra cái thịt nó cứng lắm. Linh sắt mịn rồi Linh bằm ra. Cái thịt này là do Linh đã sắt mỏng rồi á nên là bằm rất là dễ luôn. Thì mình nhớ là bằm cho nó đứt cái mỡ luôn nha. Cái nhiều khi cái mỡ nó dai quá ha, nó còn dính lại thành chùm chùm. Một lát á, mình đem lên mình xào á, thì nó dính lại chùm chùm. Nên là bằm cái này thì Linh bằm rất là kỹ, bằm qua bằm lại, bằm xuôi bằm ngược để cho nó đứt hết cái mỡ ra. Như vậy thì lát mình xào á, cái thịt bằm của mình á, không có bị dính lại. Ở ngoài chợ á, thì người ta có cái máy á, xay rất là kỹ. Về á, mình xào lên á, là cái thịt nó tơi ra, nó không có dính lại, nó rất là ngon. Nhưng mà nhiều khi cái thịt á, người ta để ra, cái người ta bỏ vô máy, người ta xay, người ta không có rửa. Nên là mình mua về nhẹ, mình bằm như vậy á, thì nó sẽ an toàn hơn, kỹ hơn. Linh bằm gì là nó đã mịn này, Linh sẽ bỏ qua bên cái dĩa bên này. Đây là cái phần mà thịt bằm, Linh chuẩn bị xong. Lúc này thì Linh sẽ chở cái thớt lại, Linh rửa cái dao để Linh sắc hành luôn. Hành này thì Linh mua tầm 200g. Linh sắc cho nó ngắn lại để dễ cầm. Hành này thì Linh cũng sẽ sắc mịn, sắc cả đầu và lá hành luôn. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh mới vừa sắc hành xong á, bây giờ thì Linh sẽ bắt cái chảo lên để xào thịt luôn. Cái chảo Linh bắt lên thì Linh cho dầu, sau đó thì Linh sẽ cho tỏi băm nhuyễn vô. Linh phi cho cái tỏi nó vàng lên. Cái tỏi nó vàng, nó phất lên mùi thơm như vậy á. Lúc này thì Linh sẽ bỏ cái thịt lúc nãy Linh bằm nhuyễn vô. Linh xào. Linh sẽ nêm vô một xíu hạt nêm cho cái thịt mình nó vừa ăn. Cái thịt này á, thì Linh xào giống như là cái thịt mà mình làm cái để bỏ lên cái bánh tráng nướng vậy á. Rất là dễ làm luôn. Bằm nhuyễn ra mình xào rồi mình nêm nếm thôi. Có thể nêm hạt nêm hoặc nước mắm tùy mình thích thôi. Nhà nào thích ăn bột ngọt thì có thể bỏ bột ngọt. Linh thì ít khi nêm hạt bột ngọt lắm, nên là Linh nêm hạt nêm. Linh xào hồi nãy giờ thì cái thịt lúc này là nó tơi ra hết rồi và nó chín rồi. Thì nhà mình thích ăn tiêu á thì mình có thể bỏ thêm tiêu vô. Còn Linh thì chủ yếu là làm cho mấy bé ăn nên là Linh không có bỏ tiêu. Lúc này thì Linh sẽ đổ ra thao. Cái thịt nè, bằm xong rồi nó tơi tơi ra, nhìn ngon dễ sợ luôn. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì cái thịt mà Linh mới vừa xào xong á, Linh bỏ ra thao. Lúc này thì Linh sẽ đi sắt cái xúc xích này để chuẩn bị nướng. Cái xúc xích này là cái xúc xích tiệt trùng. Linh mua cái này là mình có thể ăn sống được luôn, mình không có cần chiên gì hết á. Ở đây thì Linh sẽ lột bỏ cái vỏ bên ngoài của nó. Cái loại CB này thì xúc xích này cũng rất là ngon luôn. Wow, cái ngón tay của Linh xấu dễ sợ luôn vậy. Mình sắc mỏng thôi. Sắc hình xéo xéo để lát mình để lên cái bánh nó đẹp.
Dạ chị, là hồi nãy giờ là Linh đã sắt xong hết mấy bịch xúc xích rồi. Lúc này thì Linh sẽ để cái xúc xích này qua một bên. Linh rửa cái rau găm nữa. Là xong cái phần chuẩn bị nguyên liệu rồi đó. Cái rau găm này là hồi nãy giờ là Linh ngâm nước cho nó sạch nè. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi. Lúc này thì Linh sẽ bắt một cái khuôn lên. Cái khuôn này là cái khuôn người ta đổ bánh khọt á. Thì Linh sẽ đập trứng bỏ vô. Khuôn này thì làm được một lần là 12 cái bánh. Linh bỏ trứng vô trước cho nó đều 12 cái bánh. Chứ cái khuôn này nóng thì mình thay dầu lên. Tại vì Linh sợ là xài cái khuôn đất nó bị dính, nên là Linh mua cái khuôn chống dính này để cho nó không có bị dính cái bánh của mình. Wow, nhìn cái bánh nó hấp dẫn quá. Tại vì cái khuôn lúc này là nó cũng nóng rồi. Linh bỏ vô là cái trứng cút nó bắt đầu hả, nhìn nó cũng tựa giống như là bánh khọt vậy đó. Mình đổ cả trong đỏ trong trắng. Lần đầu tiên Linh làm nên là Linh đổ nó không có được khéo. Sau khi mà bỏ hết trứng cút lên á, thì Linh sẽ cho thịt bằm. Linh cho hành lá gãy đều. Lần đầu làm món này nên là cảm giác không được khéo lắm. Bánh này bán sao Linh? Bánh này cô Linh bán một hộp 10 cái 7.000. Hai hộp ha. Đợi cô Linh làm. Mẹ đi đâu vậy? À, mẹ quay xe hả? Đợi cô Linh nha. Hôm nay Linh mới bán món này, Linh hơi lộng cộng. Cái thịt đó nó rớt xuống đây nên nó hơi bị dăng. Linh bỏ trứng vô trước. Bữa nay Subo đâu, không thấy Subo. Bữa nay Suka đi với Subo hả? Rồi, cái con nè, 14.000. Con đếm tiền chưa? Để đưa dư cô Linh á. Cô Linh lấy bánh ra. Thôi đó con 1.000 ha. Đợi cô Linh khác. Rồi, nè nè, cô Linh thòi tiền. Rồi, cảm ơn con. Tại vì món này mà sơ hở cái nó khét, nó cháy. Nên là Linh phải lấy bánh ra nhanh. Đúng là mình không có bán chuyên nghiệp á. Lần đầu mình làm là nó hơi lỏng ngọng lắm. Mấy cái này chắc Linh không có bỏ xúc xích nữa. Linh chỉ bỏ thịt băm thôi. Tại vì bỏ xúc xích vô á, nó bị rớt ra hết trơn à. Nó che mất cái bánh của mình. Bữa nay chị bán gì chứ? Bữa nay chị Linh bán bánh trứng cút nướng. Một phần như chứ? Một phần vậy là 7.000 10 cái. Chị bán cho em 2 phần chứ. 2 phần nha. Dạ. Tự nhiên quên xíu nữa chị Linh. 10.000 không chứ? Cưng muốn ăn 10.000 thì chứ tăng lên cho cưng. Dạ. Mười mấy cái gì đó. Làm 10.000 cho chẳng luôn ha. Dạ. Rồi dịp để chứ Linh làm phần 15 cái ha. 15 cái 10.000. Đã phải thối hay chứ. Đứa nào cũng nhiều. Đợi chứ Linh lỡ tay bỏ cái bánh vô cái. Cái khuôn này được lần đổ được 12 cái. Mà nãy giờ đổ cái khuôn nó chưa nóng á. Bây giờ nó bắt đầu ngon rồi ha. Nãy thì lửa nó lớn quá. Bây giờ thì lửa nó yếu là hè nè. Nó dễ. Lửa nó lớn quá nó dễ bị khét lắm. Lỡ đợi chứ Linh bỏ mấy này vô cái. Cứ lấy 2 phần hả? 2 phần 10.000 phải không? Là 20.000 phải không? Rau găm đầy đủ ha. Rồi chứ đừng quên đậy nắp lại. Phần của em
em lấy cho em có thích hết đó nha chứ. Ừ. Lát chị gãi xúc xích lên, tại cái cây xúc xích này sẽ chết sắc hơi bự á, cái để lên nó bít. Bỏ. Ừ. Có thịt nữa. Có thịt bằm, xúc xích, chà bông. Xí mùi. Lúc này chan sốt lên. Ừ, chứ có chai mới, đừng lát chứ đổi chai mới. Mới ra bán á, nên là nó lộn gọn, bán hồi cái quen tay à. Quen tay xong làm đẹp hơn. Ừ, nãy giờ làm mới có, nãy giờ cưng mở hàng á. Với Nina nữa là hai đứa, tương ớt nữa ha. Chai tương ớt của chế rồi. Quên chế mình luôn rồi. Khách không đồng đó, bán khách đồng biết sao à. Khách đồng chắc người ta nghĩ là. Rồi, cuối cùng nè, 20.000. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Cho nên lấy cái này ra. Chín dữ rồi. Đây, bán món gì nữa đây chị? Dạ, trứng cút nướng Út ơi. Dì ba bán gì vậy ba? Dạ. Bữa nay dì ba làm trứng cút nướng. Đứng xích ga con, dầu á. Dạ, dì ba bán cho con 2 phần thôi dì ba. 2 phần hả? Dạ. Ừ, đợi dì ba xíu. Wow, dầu văng quá dì ba. Ừ. Hôm nay dì ba làm món này ngon quá dì ba. Chưa ăn là thấy ngon rồi hả? Dạ, thấy hấp dẫn rồi nha, mà sao mà đó dì ba. Thơm quá trời luôn. Nãy giờ dì ba chiều nay cũng hơi vắng khách nè. Dạ. Bữa nay trời không mưa mà cũng hơi vắng. Lát nữa mấy bạn hay mấy bạn lại. Linh bỏ trứng cút rồi sau đó bỏ thịt bằm mà xúc xích lát lên bỏ lên sao để ăn kèm thôi. Lúc này thì Linh sẽ bỏ thịt bằm lên. Bỏ hành lên cho nó thơm. Khỏi bỏ xúc xích, lát xúc xích chị với chà bông thì Linh bỏ lên hộp thôi. Lúc này thì Linh sẽ đậy nắp lại cho hành chín. Con lấy hai hộp hả? Cho con với tương cà đi bà. Ừ, mayonnaise với tương cà ha. Rồi, đợi dì ba xíu. Ở đây mới 3 cái à, 3 với đó 15. Vậy là phải đổ thêm khuôn nó mới chín tới con á. Dì ba, một phần là bao nhiêu cái đó dì ba? Một phần là 10 cái trứng cút. Dạ, dì ba. Dạ, nếu con muốn ăn hơn thì kêu dì ba làm nhiều hơn. Phần 15 trứng dì ba bán 10.000, 10 trứng dì ba bán 7.000. Coi chín chưa? Wow, chín hết rồi. Cái này chưa chín, cái nào chín thì lấy ra trước. 3, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Ngon quá. Dạ. Cái này chưa chín không? Cái này chín này. Được một hộp rồi đó, để cho ba đổ thêm khuôn nữa. Lo dữ không được ăn món này ha. Dạ. Vậy ba có nhìn tưởng đâu là bánh khọt không? Nhìn tưởng thì ba bán bánh khọt hả? Dạ. Món này ngon, dễ làm hơn bánh khọt. Dạ. Cái này giờ con cũng đói luôn. Đói luôn rồi hả? Dạ. Ủa tại sao bánh khọt khó hơn bánh này gì ba? À, tại vì bánh khọt mình phải quậy bột đồ, còn cái này trứng cút sẵn rồi, mình mua thêm xúc xích, chà bông đồ nữa thôi à, nó dễ. Con ăn tương ớt không bữa? Không gì ba. Không nha. Chà bông nhiều quá. Cho nhiều hả? Rồi ơi, mua bán ghẻ mà còn xin thêm nữa. Rồi cái này hộp này là không tương ớt nha. Hộp thứ hai tương ớt không? Dạ không gì ba. Không ha, hai hộp không tương ớt hết. Dạ, bữa nay con bán bánh trứng nè, bánh trứng cút nè cô nhí. Con bán một hộp bao nhiêu? Dạ, một hộp 7.000, 10 cái. Để cho cô hai hộp đi. Hai hộp ha, dạ. Cái đó của bụi hả? Dạ. Ý, nó đẹp lắm con. Đi nghe kì. Cái mặt đâu cô lấy? Là thủ cho, có chị bắn đắt luôn.
Dạ. Bảy nghìn thì 10 cái, 10 nghìn thì 15 cái. Rồi, cô bữa 10 ngàn cô Nhí ơi, tại nãy nó không có tiền nên là bớt. Cô Nhí hai hộp hả cô Nhí? Con để xuống đó dì ba đi, dì ba lỡ tay này vậy. Con để dưới gián này nè. Dạ, con để đây dì ba, trời cũng mưa luôn rồi dì ba. Ừ, trời sắp mưa, cảm ơn con nha. Đây đây, đập vô đây con. Dạ, đập bánh, đập trứng vô. Hai hộp là thêm một khuôn nữa. Nó hơi ít dầu hay sao á, để con cho thêm xíu dầu nữa. Cái này đáng lẽ bơ nè mà con quên đem bơ ra. Bơ nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà dầu cũng được. Dạ. Ê, cái này hơi nhiều này, cắm lên. Rồi, kệ gì đó được, ít ít dầu thôi, nhiều dầu quá ăn ngán lắm. Cô Nhí ngồi khéo khéo nha cô Nhí. Không sao. Nóng lắm đó. Bác sĩ bán đắt luôn à. Tại vì nhà hàng này không có vốn để thuê thêm nhân viên. Thịt lên. Lửa nó lớn quá nó nhanh chín không? Vừa bỏ vô là nó chín rồi, bên đây là lửa nó yếu hơn, mình bỏ nên là nó lâu chín hơn. Dạ. Đấy lẽ là bỏ xúc xích lên cho nó dính luôn á, nhưng mà tay nghề con kém quá, lát con bỏ xúc xích vô hộp sao. Giờ chỉ bỏ thịt với mỡ hành. Hết chai mayonnaise, con khui chai mới luôn, chai cũ hết rồi. Chai cũ hết rồi, xịt mệt quá. Xịt thấy mẹ phát chán luôn vậy. Đây mới có 1, 2, 3, 4, mới có 5 cái à. Bánh nóng ăn ngon. Ôi, coi chín chưa. Đây mấy cái này chín rồi nè. 6, rồi cái này dính là tặng thêm một cái đó nha. Dạ. Dạ chiều con bán bánh trứng cút út ơi. Út về nào vậy? Út về hồi trưa con ơi. Dạ. Bán mà. Dạ bán bánh trứng cút. Hồi nãy giờ nó chạy đi ra ngoài đây rồi. Không sao, có chạy ra chưa? Có rồi, nó nói không thấy ai chứ. Đâu, con ngồi đây từ chúa giờ mà. Dạ, chưa chưa với chú hai hộp nha. Dạ hai hộp. Rồi. Chị mua mấy hộp chị? Dạ. Mua 10 ngàn đấy. Dạ, 10 ngàn là một hộp 15 cái, còn hộp 10 cái thì 7 ngàn. Rồi. 10 ngàn nha. Con cho chị Út dưới đi. Rồi dưới đây. Sao? Chú. Rồi. 11 cái rồi đó. 11 cái, đừng lấy thêm 4 cái. Rồi, chú đi đi, con về con chừa hai hộp. Đây hai hộp, tới 4 người mà hộp. Dạ. Hộp nhiêu con? Dạ, hộp 7 ngàn 10 cái. Vậy là lấy cho chú 4 hộp đi. 4 hộp hả? Đây, dạ. Cô Nhí đập cho dùm con. Cái này chín này Cẩm Linh. Về cho bố Út trai ăn. Bữa nay mở phòng tỏ rồi đó Cẩm Linh. Dạ, là bữa nay đi được hả Út? Bắt Kim Long mới điện lên cho Út về dẹp nhà đi tự do đi. Dạ là Út bữa giờ là bữa nay mới được về nhà ha. Ủa mà chú ở đâu? Đi vòng vòng sớm ở kia. Dạ. Cách ly hả chị? Anh Út cách ly hả chị? Anh Út cách ly cơ. Dạ. Ngon quá à. Dạ. Mùi bánh ngon biết rồi. Dạ. Cái này là chị Út em mới nhường đó nha. Thôi chạy nhường cho chị đi. Dạ, tại em nói vậy mà. Ừ. Nhường để ngồi lại bán phụ thôi. Em kêu Cẩm Linh đó là nhà hàng á muốn. Út ăn tương ớt không Út? Ăn con. Ăn nha. Ơi, thúi kìa. Thúi ơi. Rồi. Bỏ bọc không hay cầm gì đi, đỡ tốn cái bọc. Rồi, cảm ơn Út. Dạ. Em bỏ thịt băm lên mấy cái này. Rồi để đậy nắp lại. Tiền đi mà tới đây cái không thèm đi nó quồ lội xuống. Ôi, bữa nay dữ dội ta, mỗi bữa xách củi ra đổi bánh, bữa nay có tiền luôn ta. Tôi thấy mẹ bán rượu có tiền cái đầu nó xè tay xin liền. Xin dạ, liền. Xin liền. Bà nội vô bà nội bán rượu. Thôi đứng xa xa ra đi con, dầu đó. Thôi vô đây bà nội vô, hai bà cháu mình vô đây đợi nha con.
hai bà cháu ăn mấy hộp nè. Hai hộp mà rồi. Bán cho khách trước đi để hai bà cháu ngồi đợi. Đó. Đây cái hộp đi con. Dạ. Kiểu này sao mà đi ra ngoài đường phố bán được ha. Người ta bán ha, một mình người ta mà người ta vừa làm cái này bánh tráng trộn, vừa bánh tráng nướng tùm lum hết trơn luôn á. Rồi, chính là cái này hơi nhiều dầu quá. Ủa, cô có 15.000 bán cho cô chẳng rồi con. Dạ, chẳng 15.000 luôn ha. Dạ, con đỉnh khuôn này là ăn tặng cô hết luôn nè. Rồi, cảm ơn con. Nãy giờ phụ mà. Chứ sao đâu mà. Còn nhiều khách nữa, tôi nói cưng cà thôi hả? Cái này chứ lên bán một hộp 10 cái 7.000. Vậy cho em 3 cái. 3 hộp ha. Rồi. Này của cô nhí con lấy 10.000 thôi cô nhí. Ủa sao rẻ vậy? Tặng hồi nãy giờ công làm phụ. Rồi cảm ơn con nha. Rồi cảm ơn cô nhí. Cứ lấy 2 hộp hả? Rồi đợi chứ lên xíu nha. 2 hộp hả? 3 hộp? 2 hộp rồi. 20.000 hả? Thôi để chứ Linh bán cho 3 hộp luôn. Nhưng mà đợi xíu hơi lâu nữa nha. Rồi, của cưng chứ Linh lấy 20.000. Cầm giùm chế nha. Rồi, cảm ơn cưng nha. Ừ, cảm ơn cưng. Bye bye cưng, để chứ bỏ bánh vô. Lúc này cái khuôn nó hả, nó chín cái phần thịt quá. Cái này chế bán một phần là 7.000, là 10 cái. Hai phần ha. Đợi chế lên xíu. Mày nhìn giống bánh khọt mà không phải bánh khọt. Cái khuôn là khuôn bánh khọt nhưng mà ở trong là trứng cút, trà bông xúc xích cái thịt xay. Bớt từng bể cái chồng trắng nó văng đi luôn. Rồi, của cân 14.000. Rồi, cảm ơn em. Chú thím đợi con xíu nha. Mới có 4 cái à. 4 hộp là tới đổ tới 3 khuôn này rồi. Đợi xíu đi. Chiều giống như là đi chơi đi. Bị ở nhà mua cặp sinh đôi rồi thêm 2 đứa nữa. Phải mua phải 4 hộp. 4 đứa là 4 hộp. Dạ. Cảm ơn cân. Mua ít quá vậy không đủ cho mấy đứa nó ăn nha. Không đủ ăn. Dạ, đợi con xíu. Nãy đang ấy cái mưa nó ào qua cái phải dọn vô đây nè. Ngồi trong đây nó nắng chứ. Ủa nó nóng muốn chết chứ không phải nó nắng. Giờ này hết nắng này. Chính là thím ơi, nãy giờ đợi lâu quá ha. Đợi lâu rồi đó, 4 hộp nhiêu tiền đây? Dạ, 1 hộp 7.000, 3 lần 7 21, 21 thêm 7 là 28.000. Lấy 25.000 cho chẳng thôi. Lỗ luôn đó. Lỗ luôn. Bánh trứng cút Út ơi, bánh trứng cút Út ơi. Nãy giờ đợi Út á. Có chưa? Dạ, vô đợi mà đổ cái này nhanh lắm. Nãy giờ là khách 10 phút nữa. Dạ, không 10 phút đâu, nhanh lắm. Bỏ vô là chín này.
cái khung này là 12 cái luôn, phía mãi thêm 2 cái luôn đó để đổ khung mới luôn. Đó, 2 cái đó về ăn nhé, 2 cái đó nè. 2 cái tặng. Không có quên 2 cái đó. Rồi, đây. Bắt đầu xịt tương lên, nãy giờ chưa xịt nữa. Có một hộp đựng nhớ đừng có xịt tương ớt. Một hộp đựng tương ớt cho mấy nhỏ ha. Cho mấy bé ăn. Dạ. Rồi hộp này con không xịt tương ớt nha, còn ba hộp còn lại là con xịt. Đơn hàng lớn nè, chiều giờ bán la gai la gai la gai. Cái này hả, bữa nay là món này lần đầu tiên làm luôn á. Mà bữa giờ là mỗi ngày con thay mỗi món luôn á. Có gì về lấy số điện thoại con đi ha, con bán là con điện cho hay. Dạ chứ ở chổng nhiều khi tuốt chổng đâu hay đâu, ở đây bán cũng điện cho hay trước không à. Chứ xa xa mới có cái nhà mà biết khi nào. Nhưng mà có khi có ngày con bán, có ngày con không bán. Cái hộp không có ớt rồi lát thím về thím dạch ra là thím thấy không hết là biết rồi ha. Dạ. Rồi lấy 25.000 thôi. 50. Rồi con có 25.000. Cảm ơn thím. Dạ. Rồi đợi con đổ vô là nhanh lắm Út ơi. Cái này nhanh lắm. Ăn nóng nó mới ngon, ăn nguội không ngon. Út làm mấy hộp? 2 hộp. Bye bye. Rồi bye. Cảm ơn chú thêm 2 hộp nha. Xịt đó với theo bắt mối rồi, xin kêu lấy số điện thoại rồi. Điện thoại luôn ta. Út chiều không chịu ghé mở hàng trước đi hết đi. Út mở hàng sớm là đắt à. Chạy thấy cái tối quá. Chạy lẹ hả? Sợ mưa tới chạy bắt cửa chết luôn. Hồi nãy cũng mưa quá con mới về vô đây nè. Hồi bữa trước Út mở hàng cái hả khách quá trời luôn, bánh mì nướng quá ớt á. Không đủ luôn hả? Không đủ bán luôn, hết trơn 40 ổ cái dèo cái luôn. Bữa nay hả, Út không mở hàng cho con bán tới giờ này ăn chưa hết, còn quá trời đồ luôn. Còn nhiều không? Dạ, còn chắc cũng vài chục trứng cút à, tại nó lộn vỏ nè, không có biết được. Wow, ngon quá. Đừng nói tao đổ hết trơn cái cút đi. Mỗi khuôn này đổ được trứng à, cao lắm 2 trứng à, đâu đổ được nhiều đâu. Đổ nhiều nó đầy. Thấy không, bánh của Út là thấy đẹp không? Đẹp. Quá đẹp rồi. Cái này là những cái cuối cùng nên là có một số cái không có thịt bằm. Thịt phải giảm giá nha. Tặng nè, nãy giờ tặng thêm 2 cái không, nó hết khung không luôn đó. Hết khung không luôn á. Giống cái bánh khọt quá hay không? Ta đã đưa bánh khọt không à. Rồi bỏ trứng lên không à. Hả này béo, ngon lắm. Mấy đứa nhỏ nó thích lắm. Đó, tặng luôn, hồi nãy giờ là hai hộp của Út là linh, toàn là linh về sáng chế món độc không ha. Toàn là 12 cái không đó. Mối ruột để qua vơi mốt hú qua sớm để mở hàng cho bán đất. Bữa nay bán hơi chậm á chứ. Giờ này lại gấp đi quá, thôi ghé quốc trước rồi. Rồi hộp này con không có bỏ tương ớt nha. Chơi luôn đi. Chơi luôn hả? Ừ. Cay không? Không, ớt này nó đâu có cay không đâu. Chua chua ngon, phải có tương ớt tương cảm mới ngon. Hơi cho the the. Rồi. Rồi nhiêu chị ơi? 74.000. Bà chủ này hả, tiền xài sắp sắp không? Tiền lẻ là khổ quá. Ủa tiền lẻ cho thiếu đi. Ôi, cho thiếu mẹ luôn đi. Nè cho thiếu đi. Mai trả. Mai trả đi. Đây cũng không có 2.000 thồi nữa. Rồi thôi cho thiếu luôn đó. Con dẹp đi về luôn. Chuyến này tối quá thiếu đi. Mai trả luôn. Dạ. 20. 50. 70. 80. 90. 100. 101. 120. Được 124.000 Út ơi. Ừ, có lý. Dạ. Kể nó đi Út, con dẹp vô luôn. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, bữa nay là Linh bán được 124.000. Rồi là Út còn thiếu là 14.000 đó là được chán 138.000. Út về mai qua trả nợ nha. Dạ, dạ ông bà cô chú ơi, tại vì bây giờ là tối quá, bữa nay Linh bán hơi chậm. Mà tối quá, bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ vào những cái video tiếp theo nha.